sánh vai bên này, còn anh chỉ là một người đến xem. Nhìn em vui mà lòng anh đau, chỉ biết phía sau là bao nhiêu. Xin chào bác, quay trở lại kênh âm thanh Đại Phát. Trong clip này thì cửa hàng lại tiếp tục là test bác nghe chất âm của dòng cổ đại Boss bác nhá, với mã S1200. Phải nói chất âm rất là sạch sẽ, tiếng hay, bát của nó gọn và sâu bác nhá, đánh rất là chắc tiếng. Dòng này thì tiếng nó rất là sạch sẽ và tiếng nó sạch, cũng như là cái giảm thanh nó ra rất là đều bác nhá. Bát trung chắc ra rất là đều và thiết kế rất là gọn. Đó. Những cái dòng này thì các bác kê kích ở tủ rất là gọn này. Chiều sâu tổng khoảng 30cm bác nhá. 30cm và size 2U rất đẹp luôn. Mã S1200. Với những chiếc cục đẩy như này thì các bác có thể đánh được hai cặp loa bát 40 côn 76 ấy nhá. Đó, thì với các bác nào mà chơi những cấu hình loa công suất lớn hoặc là gia đình, những dòng này thì tiếng nó rất là sạch sẽ, chất âm ra rất là hay, và giá thành thì hợp lý với nhá, giá 4,2 triệu bao ship. Để tiếp tục em lại tiếp gửi đến đường cho khách thì tiện làm video clip để thông báo với bác, với số lượng thì nó còn có vài chiếc thôi nhá, 1-2 chiếc 2-3 chiếc thôi, không còn nhiều. Để bác nào mà chúng ta đang quan tâm những dòng cổ đại bãi mà muốn nó chất âm nó hay sạch sẽ thì các bác có thể tham khảo video này. Và sau đây thì các bác sẽ cùng em vào thăm cái nội thất của những chiếc cổ đại này, nó còn mới như ra làm sao. Và dòng này thì nó chạy MOSFET với nhá, chạy số MOSFET cho nên là tiếng rất là hay. Hiện tại em đang tiếp băng nghe chất âm mọc thôi, tín hiệu từ máy tính đi bên này. Đó, cắm thẳng vào đẩy, không qua thiết bị. Và quạt nó rất là êm nhá, một quả gió của LED này, dòng này nó không nóng với nhá. Nó không nóng, gần như là máy nó rất là mát và các bác đánh được xuống 4 đô mới nhé. Cho nên là dòng này đánh full đôi thoải mái. Chạy em xong MOSFET. Ở đây là cái bo IC của nó. Với mỗi một kênh là một cặp MOSFET nữa nhé. Mỗi kênh là một cặp xong MOSFET. Nguồn cái còn rất là mới và tụ phẳng đét đấy. Tụ phẳng đét. Nói chung là nhìn tổng thể quá, nhìn cái dây rác của nó còn như mới nhé. Như mới. Thì những dòng này là những hàng để bãi nhưng mà hàng tuyển hết rồi. Cho nên là các bác chơi dòng này thì cực kỳ là yên tâm đó nhé. Bộ này có cái yên tâm, tiếng sạch sẽ, chơi đầm hay. Đó, chúng ta giờ nếu mà chơi gia đình dòng này thì gần như nó rất là lành, biết bao giờ nó hỏng đâu nhé. Đây, quay sau thất được xem. Đó, tín hiệu này ở sau là ra bằng cả Canon, ra bằng cả cọc loa, cả giắc cọc loa, cả giắc lưu trích với nhé. Nguồn của nó là nguồn rời, tín hiệu vào bằng Canon, và đây là đường link. Đấy, cái chế độ gạt độ nhạy này, đường link nữa nhé, đầy đủ hết. Quạt rất là êm, mát. Đó. Thì với các bác mà đang gọi là chúng ta đang tìm kiếm dòng cổ đại bãi công suất lớn cũng như là tiếng chất âm sạch sẽ thì các bác tham khảo mẫu này, giá rất hợp lý nhé, giá em báo trong video rất hợp lý luôn. Ok, em xin kết thúc video, xin chào các bác nhé.